Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, bắt đầu với đội tuyển U22 Việt Nam rằng họ đã chính thức bước vào vòng loại giải bóng đá U23 châu Á năm 2018 và đối thủ đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đó là U23 Đông Timor. Có thể nói đây là một đội bóng khá đơn giản đối với đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, họ đã vấp phải khó khăn từ vấn đề thời tiết. Cơn mưa nặng hạt đã khiến mặt sân vận động Thống Nhất trở nên lầy lội, làm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của hai đội, đặc biệt là U22 Việt Nam. Nhưng chính cơn mưa đã giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thoát khỏi bàn thua khi trận đấu mới trôi qua được ít phút. Vũng nước ngay trước cầu môn đội chủ nhà vô tình trở thành một vật cản, khiến trái bóng không thể bay vào khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng sau pha dứt điểm của một cầu thủ bên phía đội U22 Timor Leste. Ngay sau tình huống này, các cầu thủ U22 Việt Nam như bừng tỉnh và gia tăng sức ép về cầu môn đội khách. Pha chớp thời cơ rất nhanh của tiền đạo Hà Đức Trình đã giúp đoàn quân áo đỏ vươn lên dẫn trước. Bàn thắng càng khiến tinh thần của các học trò huấn luyện viên Hữu Thắng thêm hưng phấn, đặc biệt là khi Quang Hải, tiền vệ có cái chân trái rất khéo léo được tung vào sân. Sự kết hợp giữa Quang Hải và Công Phượng đã đem đến sức sống mới trong các pha tấn công của U22 Việt Nam và minh chứng rõ nét nhất là cú đúp của Công Phượng nâng tỷ số lên thành 3-0. Mặc dù không ghi bàn, nhưng cầu thủ của Hà Nội FC đều in dấu giày trong hai bàn thắng của đồng đội. Cách biệt khá lớn khiến U22 Timor Leste như buông xuôi, mặc sức cho các chân sút áo đỏ bắn phá khung thành thủ môn Fajo. Phút thứ 87, Tuấn Anh khép lại buổi tới tuyệt vời của đội U22 Việt Nam với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 sau cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Giành chiến thắng đậm ngay trong ngày ra quân mang lại lợi thế rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng ở những trận đấu tiếp theo. Thời tiết không được tốt nên ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. Chúng tôi thua 0-4 nhưng không có gì phải phàn nàn bởi kết quả đã phản ánh rõ năng lực giữa hai bên. Trong khi chúng tôi là một tập thể trẻ còn thiếu kinh nghiệm thì U22 Việt Nam lại cho thấy họ là một đội bóng tốt với nhiều cá nhân cùng lối chơi nổi trội hơn. Tóm lại, trận thắng này của U22 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Ngày 18 tôi họp báo thì tôi cũng đã được các phóng viên ở đối nhà nhắc là huấn luyện viên của đội Đông Timor sẽ đưa ra một đấu pháp là đá rắn để hạn chế tối đa. Tôi mới nói với cầu thủ là cái đó chúng ta phải chấp nhận. Quan trọng là chúng ta cầm bóng, chúng ta tập trung vào chuyên môn, chơi bóng chuyên nghiệp nhất. Tôi hài lòng tại vì cầu thủ mặc dù trời mưa mà chơi rất tập trung. Nhưng mà trong đó chúng ta cũng phải nói rằng chúng ta cũng có một phút may mắn là ngay từ đầu hiệp 1 chúng ta đã có một cái vũng nước nó giữ lại cho chúng ta không bị dẫn bàn trước. Đó là một điều may mắn.